Nếu bạn hiện tại không thể lấy ra 20 triệu đồng, thì những điều sau đây bạn nhất định phải nghe cho kỹ. Nghe thiếu một chút cũng sẽ thiệt thòi. Bây giờ bạn hiểu rằng kiếm tiền không dễ dàng chút nào. Số tiền trong tài khoản của bạn mới chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Vì vậy, hãy học cách tiết kiệm tiền. 1. Đừng bao giờ động đến các công cụ vay mượn như thẻ tín dụng. Khi bạn coi hạn mức vay mượn như ngân sách của mình, ham muốn chi tiêu sẽ bị phóng đại. Một khi bạn sa lầy vào đó, sẽ chẳng có lối thoát. 2. Kiểm soát số dư trong điện thoại. Đừng xem thường những khoản 5.000, 10.000. Nếu không tin, hãy mở hóa đơn điện thoại của bạn và xem tiền của bạn đã hao hụt như thế nào. 3. Đừng mù quáng so sánh. Đừng vì sĩ diện mà mua các mặt hàng xa xỉ mời mọc khắp nơi. Việc cố gắng tỏ ra giàu có chẳng có ý nghĩa gì khi bạn có đủ thực lực. Dù không làm gì, người khác cũng sẽ công nhận bạn. 4. Chi tiêu không lãng phí. Tiền cần chi thì không thiếu một đồng. Tiền không cần chi thì một xu cũng không bỏ ra. Keo kiệt không nhất thiết là ích kỷ, mà chắc chắn là hợp lý khi bạn tiết kiệm được 30 triệu, 50 triệu đồng. Nhìn thì có vẻ không nhiều, nhưng có thể đó chính là vốn liếng để bạn thay đổi vận mệnh.